3 lý do khiến dịch COVID-19 ở Đà Nẵng trở nên vô cùng nguy hiểm. Theo chuyên gia, nếu dịch không được kiểm soát tốt, số lượng y bác sĩ bị lây nhiễm ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Ở thời điểm hiện tại, Đà Nẵng là địa phương mà dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất trên cả nước. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, trong số 227 trường hợp mắc COVID-19 mới được ghi nhận, có đến 195 trường hợp lây nhiễm liên quan đến thành phố Đà Nẵng. Nhận định về vấn đề này, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho rằng, có 3 yếu tố chính khiến diễn biến dịch COVID-19 ở Đà Nẵng trở nên nguy hiểm. Thứ nhất là dịch đã lây lan trong cộng đồng. Chuyên gia này phân tích rõ hơn, vì không khống chế được những ca đầu tiên, nên bây giờ chúng ta không biết chính xác phạm vi lây nhiễm đang ở mức độ nào. Trước đó, tại buổi họp trực tuyến chính phủ với các tỉnh thành về phòng chống dịch COVID-19, giáo sư thạc sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dịch bệnh tại Đà Nẵng xuất hiện từ tháng 7 đến nay đã trải qua 4 đến 5 chu kỳ lây nhiễm. Tại Đà Nẵng, khả năng có nhiều nguồn lây khác nhau, do đó việc truy vết F0 là không khả thi. Bên cạnh đó, khả năng lây nhiễm ngoài cộng đồng là khá cao. Lý do thứ hai được bác sĩ Cấp đưa ra là dịch đã tác động vào nhóm bệnh nhân có sức đề kháng rất yếu. Cụ thể đó là nhóm bệnh nhân suy thận nặng, chạy thận nhân tạo, nhóm bệnh nhân nằm ở khoa ung bú, nhóm bệnh nhân khoa hồi sức tích cực. Những bệnh nhân này nếu không mắc COVID-19 thì nguy cơ tử vong cũng đã rất cao. Do đó khi không ai bị lây nhiễm thì nguy cơ tử vong lại tăng lên rất nhiều, bác sĩ Cấp phân tích. Trên thực tế, ca tử vong vì COVID-19 được ghi nhận ở nước ta trong thời gian vừa qua đều thuộc nhóm cao tuổi có bệnh nền nặng như tiểu đường, ung thư, suy tim, suy thận mãn tính và có người đã phải chạy thận chu kỳ trên 10 năm. Lý do cuối cùng theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp chính là việc dịch đã tác động đến lực lượng y tế. Với một số trường hợp điều dưỡng, bác sĩ mới đây đã được xác định bị lây nhiễm chéo SARS-CoV-2. Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh, nếu xu hướng này không được kiểm soát tốt, thì việc y bác sĩ bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.